ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែប្រឡាក់ត្រីឆ្លូញហើយត្រីឆ្លូញហ្នឹងគឺខ្ញុំវាហេតបែបនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ល្បាយស្ករអំបិលវិចេងគឺខ្ញុំលាយហើយហើយក្នុងនេះគឺមានអំបិលហ្នឹងគឺកន្លះថាំស្ករគឺមួយខាំកន្លះហើយសម្រាប់វិចេងវិញយើងដាក់តាមចំណូលចិត្តដូចថាដាក់តិចដាក់ច្រើនអាចដាក់តាមនឹងបានណាមកសភារឿងមកសភាកាហ្វេកន្លះអីចឹងទៅ hơi xem đẹp trái ní cứ nhâm nên chấm nón trái pi cà lẩu trong xem đẹp bông ôn nè cho còn lại đi theo là thấy slow nhé nhưng cái chưa trẻ có ai là món sáng cứ ai đi là bài đi tam nhóm đó cứ score bị chén đi đi tam nhóm đó trong năng ai nhưng bị chạm mà đông tiệt xem đẹp trái ní cứ pi cái lẩu trái, trà sôi một khăm cả lá, ấm bơ cả lá khăm, hơi bị chén nhưng anh đã mà sập hiệp cà phê rồi cô mà sập hiệp cà phê cả lá từ nè nè trà ở trà cả bàn đài, bàn chất nhé. Hai nhom có miên bọc lê thay một rung đèn tịt đài, bọc rìm đây cứ lê cho mỗi nâng con bởi bị chén dương nâng ai đây dương đặt mà làm nó rất mà dương trôi chất đi thà có mọi thùng phê cho được bạn đặt còn nói chung ngồi tí 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 các bạn này dương ve bát ní cứ trai vi cho chuyện lõ vi cho chuyện lõ hai dương giờ biết của anh thấy nó không thông cho vi cho chuyện lõ thì dương giờ được chiên nó cứ nhâm ngon mềm tèn dương cho chặt thôi bạn ní dương cho bỏ vi bỏ hai chia vi bên này tí tới hai dương tục tạp vi chào tới tên miền khác dương hai ngày rồi xem đẹp tới slow ní cứ nhôm có miên thưa xem đẹp bông ôn nào để trong có món nè đấy cứ a cho từ khung xem đẹp Facebook cho từ link nó tới cứ miên được nó thiệt nhiệt trong cái bông tràng cũng cho tới cứ miên lấy từ nẹt từ nón miên cho làm được thiệt cứ được thiệt thấy sai thấy từ lê từ tham thưa nên nhôm chụp bỏ và hai chỉ pi bên này pi rồi cháy chẳng cứ dùng áp việt tục cho và hai chỉ pi màu tới pi màu có dùng cho việt hà bàn